Hồng Tết đèn lồng đẹp nhất huyện Hữu Lũng. Đánh bầu 1m3. Cái này vanh gốc 100, vanh bẹ 120. Vanh thân chỗ bé nhất 60. Đấy. Cây rất là đẹp. Quả sai rúc rích. Đấy, quả này. Hồng đèn lồng nhá. Chuẩn đèn lồng bảo hành trọn đời nhá. Có nghỉ được rồi nhỉ. Ôi cứ để đây Sơn ạ, để nấp không đáng bao nhiêu đâu. Cứ để thế này. Hai anh em vào lấp nhoáng hay xong. Ơ mày có trồng cái gì ở đây không Mạnh ơi? Mạnh ơi, có trồng cái gì đây để đỡ phải lấp lát vào? Không trồng cái gì đâu. Ôi để em cái chỗ này đẹp, em trồng một cái cây gì đi. Đỡ phải lấp đất, đỡ có người đào sẵn ở đây rồi. Có chiều anh lấp vào lại khổ. Thật thì anh nghĩ trồng cái gì bọn anh nấp thì hất một cái nhưng đến lúc đào nó vất vả. Chả có cây gì trồng. Có cái vú sữa không? Mua vú sữa không? Mua cái vú sữa.